Ủa anh Quang nào hôm nay em thấy anh Phụng? Ủa sao trước ông kêu ông làm gì? Ông làm gai vậy mà chuyển đổi nhanh liên tục à? Chở sầu riêng luôn hả? Chở sầu riêng hả? Chào mừng quý vị nha. Chào mừng quý vị quay trở lại với video tiếp theo của mình nha. Hôm nay quay trở lại với sầu riêng Cái Mương Bến Tre nha bạn. 592 trên đường Trường Chinh mọi người. Wow, xe chạy quá trời và đất luôn. Quay cho các bạn xem với sầu riêng nha. Hôm nay anh Phụng là đứng chính luôn nha. Ông Hiếu đâu mất rồi anh Phụng? Sướng vậy trời. Qua nhậu với chỗ nghĩa chỗ ông Thanh á. Sài Gòn giấu yêu với có mà tao chín giờ mấy đi về ông Thanh lúc mà Hiếu xuống đi về rồi. Này cái sầu thái nha. Ủa sầu thái này như giá như anh Phụng? Trăm à? Ồ cái giá sầu thái này ngon luôn mọi người. Có chín nhiều không anh? Chín nhiều hết không? Dạ. Yeah. Sầu thái nó nhợt nhợt mà nhìn ăn ghiền luôn. Hôm nay là vừa sầu riêng Cái Mương Bến Tre là thấy hàng về quá trời luôn à. Oh, bay biển. Kiểu như sầu riêng Thái này hạt lép 100% luôn. Vui quá trời luôn nè. Nhiều lắm các bạn. Sầu riêng rất trời quá đất luôn nè. Không, bên này cũng quá trời quá đất luôn. Đây nè mọi người. Đây sầu riêng nhiều quá các bạn. Các bạn ăn sầu riêng này ghé 592 ở đường Trường Chinh nha mọi người. Khu vực đây là khu quận Tân Bình. Địa chỉ là 592. Sầu riêng hôm nay quá trời luôn, nhiều lắm mọi người. Quá trời quá đất luôn. Bên này thì chưa chín đâu các bạn. Ở đây là anh cái bán sỉ với bán lẻ nha mọi người. Sầu riêng Thái này anh vui một cái mình thấy rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. À 3-4 ngày nữa các bạn. Cái nào ngon nha. Để lấy biếu chứ không phải là lấy cho mình ăn đâu. Thái hay là ri sáo anh? Cái nào cũng được mà ngon là được. À. Nhưng mà phải 3 ngày nữa nha. 3 ngày nữa. Thôi để ông anh em ông lựa danh cao thủ này cũng lười không lựa cho ông anh kia hai trái mà 3-4 bữa nữa không ăn. Muốn ăn luôn. Quá trời sầu riêng gửi xe hả?
chờ xíu anh em ra mới được. Lấy bên trái nữa à? Là cái nào chính luôn, kể ăn liền luôn. Chào. Ông ba là đi về là tôi rồi ông xuống luôn á. Đông nghe các bạn, quá đông luôn. Đây anh chàng đẹp trai kia là cột chèo của Yếu này. Sorry, hôm nay em mới về cho nên là như anh chưa có phân gà nữa. Sầu riêng đã quay trở lại cho nên là không có bị hiếm hàng nha mọi người, có nhiều luôn. Về mà ảnh chưa có lựa ra các bạn, chưa có lựa ra, chưa có phân ra cho nên là bây giờ phải tìm cái chính. Rết không? Có đồ nhưng mà không đồ gì ra thôi, nó rách. Có tiền nói rồi. Chờ đó không? Rách. Rách. Loại 1, loại 1. Thank you.
cao thủ ngồi xung quanh một gọi là một rừng sầu riêng các bạn. Cười mỏi luôn. Cái này là cái ri sáo nha mọi người. Tôi nó cực vàng luôn. Gừng sầu riêng nha mọi người. Quay ok chưa? Nhiều sầu riêng nhưng mà có nhiều là cá chưa chín nha các bạn. Của sầu riêng cảm ơn này với lại sầu riêng của ý nghĩa của Thanh là em khu sầu riêng ở đây ai cũng hiền nữa đó bạn, không có thì nói nhiều như ở bên của Thanh nha mọi người. Ủa nhưng mà cái ri sáo là nhiêu ký anh Bụng? Ri sáo là nhiêu 90 anh. À 90 hả? Nhiều muối. Còn này có nhiêu 80. Ri sáo là có 80 90 hả? Ngoài giữa là một rừng sầu riêng luôn á mọi người. Sầu riêng này quá trời luôn. Sầu riêng ở bữa Hiếu Nghĩa với lại bữa Cái Mơn này các bạn
nhiều cô chú anh chị là muốn xem sầu riêng á, cũng nói là muốn chia sẻ nhiều hình ảnh về khui sầu riêng bạn chỗ Thanh với lại chỗ Hiếu này mọi người. Thường thường là cái khung giờ mình chia sẻ là nó cũng hơi tối mọi người, đi làm về mình mới quay các bạn. Các bạn xem video, chia sẻ video ủng hộ. Đó. Hôm nay là sầu riêng quá nhiều luôn các bạn. Nãy giờ thì khách cũng khá là đông. Trong kia là kiểu sầu riêng Thái mọi người, sầu riêng Thái nhiều. Kiểu cái năm nay thì bây giờ thời điểm này thì sầu riêng của miền Đông á các bạn. Nhiều các bạn. VIP. Chàng đẹp trai, anh Thối Thiếu. Rồi, ngồi ở đây thơm sầu riêng bát ngát luôn mọi người. À, nhiều loại lắm các bạn. Hôm nay sầu riêng về rất là nhiều nha mọi người. Bên trong mình có mình thấy để mấy cái sầu Thái rất là to này. Coi như sầu Thái này phải nói là chà bá luôn này. Trời ơi. Cái sầu Thái này bự lắm các bạn. Cái này chục ký nè. Này Thái mọi người. Thái thì 100.000 một ký. To. Còn ri sáo thì 70, 80, 90. 90 là loại 1 các bạn. Còn đây là khui chính ở đây không anh? Anh thử luôn đi, thử tay chỗ luôn đi. À, kì vậy? Không biết anh sầu riêng là lỗ á. Là cũng chuyện mà tôi gì. Sầu riêng quá nhiều bữa nay, bữa nào là anh Hiếu có nhiều quá không? Qua quá trời và đất luôn các bạn. Sầu riêng cái Hiếu cái cảm ơn 592 vậy. Trường Trinh nha bạn.
núi nào cũng đấy bự, thơm lắm rồi, thơm cực kỳ luôn. Mọi người ở đây thấy mọi người bắt nhát luôn, thơm anh quá thơm luôn. Thái này cơm quá trời đất luôn kìa. Trời. Hai hộp luôn anh. Sầu riêng coi. Nhiều ký vô. Đi cháo lợi nhất đến mua nhà thôi. Hả? Lợi nhất đến mua nhà. Không không. Bao bao bao. Rồi lấy đi. Một cái thôi chứ. Không, nếu không ngon lấy cái hai trái đồ được. Cái lớn không ngon. Cái hai trái đi. Em ra đây có chánh rồi anh Phụng. Chánh liền nha. Không đủ không gì đâu. Dạ. Không em cái là không chánh liền đây. Cái này Thái. Cái này Thái. Dạ. Vàng là ri sáu dễ cười, tùy người tùy thú vị. Đợi cái em lỡ anh chị ơi. Cái thái này cơm quá trời của đất luôn các bạn. Một hộp không hết rồi. Hộp lớn một hộp là mẹ bằng con mới được. Cho chai à? Thôi mua hai lượt luôn anh. Mua. Chai không đủ đâu. Cháu có ăn được mà. Dạ sao nữa? Sao người phải về ba trái. Tới sao ba trái được. Một nước ăn đã là một trái ba tiếng rồi. Ghê hả? Để em đợi em phải quyết với đâu. Của chùa nó ăn dữ. Của chùa ăn dữ lắm. Rồi em lượm cái gì xung sắc luôn á. Bữa em cũng lượm như vậy á. Không, bữa em lượm chứ. Mà bị sụn hết, mà muối đó nó lượm này chạy cho nó. Muối nó nhiều quá, nó giòn mà nó bị sụn muối á chị. Sụn muối thì chăm chế được đúng không? Chăm chế thì lượm. Bây giờ đợi. Bây giờ đợi. Vậy em đợi chị 6 học nè. Đấy, em xuyên có 5 học, 6 học. Giờ đợi cho nó thắng chế được mới được. Đợi nó chạy nguyên học luôn. À đúng rồi. Thiệt luôn hả? Hút sao vậy? Hút sao vậy? Làm sao? Thiệt luôn hả? À, để em chút nữa em xin. Rồi thiệt đúng không? Bỏ mình cái vỏ đúng không? Cái vỏ tay này luôn cho. Cái đúng cái đó. Đúng cái đó mới được hả? Đúng cái đó mới được. À, giờ là hiểu rồi, đây là vấn đề tâm linh. Đó, đây là giờ đó. Thấy không? Cái này mình lỡ ra mình không lỡ được.
thì bác sẽ học một lại phố bị sửa qua đó. Thấy không? Tính tiền luôn mà mày đặt. Mày có giả không? Mày chơi cho tính tiền. Mày chơi 2 miếng hả? 325. Đủ đi trái rồi đi. Ồ, bà nói thiệt ông ơi. Em chỉ nghe là cái này nó đuổi chuột rồi thôi, rồi không nghe là cái vụ ai ở nhà. Dạ. Ai cái mụn? Ê, bà nói thiệt ơi. Ok. Mới biết luôn á. Đổ nước vô chỗ nào? Nãy bà nói mà. Là hút là mình uống nước á hả? Đồ thiệt hả? Ghê ta. Nó nhiều bao nhiêu đồng quá. Mà chưa kiểm chứng cho nên là không để gì thử coi. Ê, cái thái này ngon quá hay là không, nếu mà lấy cái này cào là chắc chắn là sạch này, cái này này. Cái này cào là sạch chắc luôn à. Ồ, quá trời luôn các bạn.